Nhà cầm quyền Hồng Kông ngày 10 tháng 7 xác nhận có thêm những ca nhiễm COVID-19 lây lan ở nội địa sau nhiều tháng chế ngự virus thành công. Chính quyền Hồng Kông đối phó với dịch bệnh bằng việc siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có việc đóng cửa các trường học. Bà Chuang Shuk Kwan, người đứng đầu nhánh bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Sở Y tế nói rằng khuynh hướng trong vài ngày qua cho thấy việc lây nhiễm rất nhanh chóng. Bà cho biết nhiều người gần gũi với những ca lây nhiễm cũng cho biết là có những triệu chứng, do đó có khả năng là sẽ có thêm ca nhiễm và có khả năng có đợt bùng phát lớn trong cộng đồng. Sở Y tế Hồng Kông ngày 10 tháng 7 xác nhận có thêm 32 ca lây nhiễm địa phương. Có thêm 6 ca từ bên ngoài mang vào, nâng tổng số ca nhiễm COVID tại Hồng Kông lên thành 1.403.